Giải bóng đá hạng nhất Thái Lan Thai League 2 mùa giải thứ 26, diễn ra từ 11 tháng 8 năm 2023 đến 23 tháng 6 năm 2024. 18 câu lạc bộ đến từ 16 tỉnh thành của Thái Lan sẽ tranh tài trong 34 vòng đấu trên 18 sân vận động để tìm ra chủ nhân của 3 tấm vé lên chơi tại Thai League 1. Sau đây là thông tin tổng quan về các sân vận động tại Thai League 2 mùa giải 2023-2024. Sân vận động Lat Krabang 54, mở cửa năm 2009, sức chứa 2.000 khán giả. Câu lạc bộ Custom United, tỉnh Samut Prakan. Sân vận động Hoai Ma, sức chứa 2.500 khán giả. Câu lạc bộ Frey United, tỉnh Frey. Sân vận động Insi Chantarasatit, sức chứa 3.275 khán giả. Câu lạc bộ Kasetsart, thành phố Bangkok. Sân vận động Chanthaburi Provincial, sức chứa 5.000 khán giả. Câu lạc bộ Chanthaburi, tỉnh Chanthaburi. Sân vận động Chiang Mai Municipal, sức chứa 5.000 khán giả. Câu lạc bộ Chiang Mai FC, tỉnh Chiang Mai. Sân vận động Nakhon Si Thammarat, sức chứa 5.000 khán giả. Câu lạc bộ Nakhon Si United, tỉnh Nakhon Si Thammarat. Sân vận động Samut Prakan, mở cửa năm 2015, sức chứa 5.100 khán giả. Câu lạc bộ Samut Prakan City, tỉnh Samut Prakan. Sân vận động Lampang Provincial, sức chứa 5.500 khán giả. Câu lạc bộ Lampang FC, tỉnh Lampang. Sân vận động Nong Pru, mở cửa năm 1999, sức chứa 5.500 khán giả. Câu lạc bộ Pattaya United, tỉnh Chonburi. Sân vận động Krabi Provincial, sức chứa 6.000 khán giả. Câu lạc bộ Krabi FC, tỉnh Krabi. Sân vận động Ayutthaya Provincial, sức chứa 6.800 khán giả. Câu lạc bộ Ayutthaya United, tỉnh Ayutthaya. Sân vận động Pattaya, mở cửa năm 2020, sức chứa 7.000 khán giả. Câu lạc bộ Nong Bua Pattaya, tỉnh Nong Bua Lamphu. Sân vận động Rayong Provincial, sức chứa 7.500 khán giả. Câu lạc bộ Rayong FC, tỉnh Rayong.
sân vận động Khao Plong, mở cửa năm 2009, sức chứa 12.000 khán giả. Câu lạc bộ Chenat Hornbill, tỉnh Chenat. Sân vận động Klibebua, mở cửa năm 2009, sức chứa 13.000 khán giả. Câu lạc bộ DP Kanchanaburi, tỉnh Kanchanaburi. Sân vận động Suphanburi Provincial, mở cửa năm 1947, sức chứa 15.000 khán giả. Câu lạc bộ Suphanburi FC, tỉnh Suphanburi. Sân vận động kỷ niệm 700 năm Chiang Mai, mở cửa năm 1995, sức chứa 17.909 khán giả. Câu lạc bộ Chiang Mai United, tỉnh Chiang Mai. Sân vận động sinh nhật lần thứ 80 nhà vua Thái Lan, mở cửa năm 2007, sức chứa 20.141 khán giả. Câu lạc bộ Nakhon Ratchasima, tỉnh Nakhon Ratchasima.